Hương Nhan xin kính chào quý vị đến hẹn lại lên. Hôm nay Tử Vi Gia Lê Đức có mặt ngày hôm nay. Xin chào anh Lê Đức ạ. Xin chào cô Hương Nhan. Trước khi đi vào chương trình với Tử Vi Gia Lê Đức, Hương Nhan xin có lời xin lỗi gửi đến quý vị. Tại vì tuần vừa rồi thì đài truyền hình Cali Today không có chương trình trò chuyện với Tử Vi Gia Lê Đức như thường lệ. Bởi vì chúng tôi bị quá tải, phải không anh? Có quá nhiều... bạn xem đài đã gửi email về cho chúng tôi, cho Tử Vi Gia Lê Đức để đặt câu hỏi. Và chúng tôi, công việc của chúng tôi bị quá tải, cho nên tuần vừa rồi Tử Vi Gia Lê Đức không thể sắp xếp được lịch để nói chuyện với quý vị như thường lệ. Thì Hương Giang thay mặt cho đài Cali Today gửi lời xin lỗi. Trước khi đi vào chương trình thì Hương Giang cho Hương Giang được hỏi là theo Giang được biết là hình như tuần này thì anh có kế hoạch là sẽ nói về bộ tứ hóa, nhưng mà sau đó thì có một chút xíu thay đổi, phải không anh? Bởi vì như Giang đã nói là chúng tôi nhận được rất là nhiều câu hỏi từ quý vị xem đài. Có rất là nhiều người hỏi cung phu thê, đại tiểu hạn, công danh. Người đi coi tử vi thì bao giờ cũng hỏi là ví dụ như là vợ chồng có hợp hay không hợp, khắc chỗ nào, hợp chỗ nào. Thì có quá nhiều câu hỏi, cho nên hôm nay, tại vì chúng tôi biết là khi mà quý vị gửi câu hỏi về cho đài thì quý vị mong là câu trả lời của mình được giải đáp càng sớm càng tốt. Chính vì vậy mà hôm nay chúng tôi có sự thay đổi là hôm nay Tử Vi Gia Lê Đức sẽ dành toàn bộ chương trình ngày hôm nay để trả lời những câu hỏi của quý vị. Dạ, tại vì nếu như mà chúng tôi không có hy sinh một buổi nói chuyện như bình thường thì những cái câu hỏi của quý vị sẽ dồn lại, và cái thời gian mà quý vị chờ đợi để được giải đáp thắc mắc nó sẽ kéo dài hơn, phải không anh? Dạ. Nhưng mà trước khi mà anh Lê Đức trả lời câu hỏi cho quý vị thì chúng tôi cũng xin nhắc là đây là chương trình trao đổi về kiến thức tử vi, chứ không phải là chương trình xem tử vi. Hương Nhan xin nhắc lại là đây không phải là chương trình xem tử vi, đây chỉ là một cái chương trình mà Tử Vi Gia Lê Đức có dịp trao đổi những cái thông tin, những cái kiến thức mà phái Thiên Lương đã tích tụ được, đã nghiên cứu, đã tích tụ được trong một khoảng thời gian rất là dài, và chúng tôi không phải là chương trình xem tử vi, cho nên sẽ có những cái câu hỏi quý vị gửi về chúng tôi sẽ trả lời, nhưng sẽ có một số câu hỏi thì chúng tôi không có trả lời được, phải không anh? Tại vì những câu hỏi đó đòi hỏi khá là nhiều thời gian, và có những câu hỏi gửi về rất là chung chung hoặc là không có đầy đủ thông tin. Riêng những câu hỏi này thì chúng tôi xin lỗi là chúng tôi không có đáp ứng được. Bây giờ Hương Giang xin nhường lại toàn bộ thời gian, và Hương Giang cũng xin nói lại là thời lượng của chúng tôi có hạn, cho nên chúng tôi không thể nào đáp ứng được hết tất cả các yêu cầu, các câu hỏi của quý vị gửi về trong một sớm một chiều được. Và điều này cũng là tin mừng, bởi vì như vậy chứng tỏ là càng ngày càng có nhiều quý vị và bạn xem đài quan tâm đến chương trình của Tử Vi Gia Lê Đức. Bây giờ Giang xin nhường lời cho anh Lê Đức ạ. Kính chào quý vị tái ngộ của quý vị khán thính giả của đài Cali Today. Trước hết theo lời chị Hương Giang thì nhiều người đặt câu hỏi thì hầu như đa số là hỏi về vấn đề gia đình vợ chồng có thuận hợp hay không. Thì bây giờ để vấn tắt thì tôi trả lời như sau. Nói một cách tổng quát trước thì những cái người mà đây tôi nói cái người nữ nhiều hơn là người nam. Người nữ mà cái tuổi nào mà tuổi dương á, mình lấy cái trục sửu mùi á thì đó thì tuổi dương á nó có ba cái tuổi dương ở phía bên dương và ba tuổi dương ở phía bên âm. Mà người nữ mà tuổi dương á nói chung á dù muốn dù không á, cũng không hài lòng với cuộc sống về hôn nhân. Nói chung chung thôi chứ tôi nói là đã hầu hết. Vì dương là dành cho người nam chứ không phải cho người nữ, mà người nữ lại nắm ở cái thế dương. Mà người nữ nào đó mà nắm ở cung dương đó mà cái tuổi như tuổi dần, tuổi thìn, tuổi ngọ là dương nó đóng ở bên dương thì cái đó là dương quá mạnh, cho nên cái sức mà chịu đựng trong gia đình đó không làm cho mình không có được vui và hôn nhân hay gặp trở ngại. Còn những cái tuổi mà dương mà bên âm á, là
Thân, Tuất, Tý là cái giờ nó về chiều rồi thì nó có một phần âm ở trong đó. Cho nên những người đó tương đối dù có chuyện không may về vấn đề gia đình không vui nhưng dù sao nó cũng giúp đỡ, cũng chịu đựng được, không đến nỗi nào đi đến đổ vỡ. Cái thứ hai đó là đây, tôi lặp lại là đây, tôi nói phụ nữ nhiều hơn. Cái người phụ nữ mà cái cung mà cung quan lộc đó mà ngộ tuần đó hay ngộ triệt thì thông thường hay vấp ngã trong tình duyên. Mà nếu người phụ nữ mà lại cung quan, thân cư quan mà ngộ tuần triệt thì hầu như là 90% chạy không khỏi, đổ vỡ hết chuyện này đổ đến chuyện khác lại đổ, tái lại lập, lập lại tái, khó lắm. Trừ phi cái người đó chịu làm một người vợ thứ hai thì có thể ăn ở được, hoặc là mình là người đến sau với một người đã có gia đình. Còn về vấn đề mà nói riêng tư đi vào số đó thì bây giờ nói chung nam nữ thì quý vị cứ để ý cung phu thê đó, cái con sao chính diệu của cung phu thê đó mà hạp với cái nạp âm của cái tuổi cái người có lá số đó thì vợ chồng hạp ăn ở xứng đôi. Còn nếu mà con sao đó khắc thì đương nhiên là ở thời gian thì cũng chia tay hoặc là lục đục nhiều chuyện xảy ra đó. Mà thứ hai nữa đó, mà cung phu thê đó mà có hai con sao chính diệu mà chống với nhau đó, mà hai con nó không hợp với nhau đó, cái hành đó, cái hành ngũ hành thì chắc chắn là ít nhất trong cuộc sống phải có hai đời lập gia đình, tức là hai người xuất hiện ở cung phu thê đó. Đó là nói chung nam nữ thì cũng vậy thôi. Còn nó có nhiều trường hợp khác nó cũng có xảy ra, chẳng hạn như là nếu mà dù có sao mà hạp với mệnh mà gặp những sao sát tinh nhưng mà vẫn ở được, nhưng mà nó vẫn có cái lục đục, cái đó không quan trọng. Cái quan trọng là con sao ở cái cung phu thê có hạp với cái nạp âm của mạng mình hay không thì là đã, thì mình ăn ở rất là suôn sẻ. Người đàn ông cũng vậy, thì cũng có con sao phu thê đó thế nó phải hạp mới được. Thế là nói chung nam nữ như vậy. Đó là cái cách mà coi một cách tổng quát và trên lá số là nó diễn tải như vậy đó. Và bây giờ để rút ngắn thời gian thì tôi xin trả lời những câu hỏi mà quý vị đã hỏi. Tuần rồi quý vị hỏi quá nhiều đi. Trước hết là câu hỏi của cái anh Hà Lucy vậy đó. Anh này chỉ hỏi là có một người bạn, cho một người bạn rồi sau đó hỏi cho người em. Thì trước hết tôi nói trước, tôi không bao giờ coi lá số cho một người qua trung gian một người khác. Thứ nhất là người đó là bạn bè hoặc là người không phải thân thuộc của mình. Thì xin lỗi cái anh Hà Lucy này, chúng tôi rất tiếc không thể coi. Dù người đó có đồng ý tôi không coi. Vì bây giờ là bạn, sau này cái gì xảy ra rồi mình biết rõ cuộc đời người ta thì mình không tốt thì không tốt. Thế nha, tôi không thể coi. Còn cái lá số của người em á, thì là người em út trong gia đình đó, thì tôi sẽ trả lời. Và dù sao tôi cũng cảm ơn cái người anh Lucy để cho tôi biết cái giờ bên Pháp thay đổi như thế nào đối với cái giờ Việt Nam và giờ Mỹ. Mục đích của tôi là muốn tìm cái giờ ở Mỹ hay Pháp là cái giờ standard để đổi, để lấy giờ làm chuẩn cho lá số. Mỹ thì nó, họ có cái giờ mùa đông và giờ mùa hè. Thì cái giờ mùa đông đó là giờ standard để lấy lá số, còn giờ mùa hè không phải điều chỉnh lại. Đó. Cái người em của cái người mà anh Lucy được hỏi đó thì đúng như trong email đã nói đó, thì cái mệnh ở Long Đức hay nhường nhịn, thiệt thòi, chịu thiệt thòi, ăn nói thì hùng hồn, có khiếu về văn chương. Cung quan lộc đó, thì thấy đẹp lắm, có thái dương, thanh long, thiên quý, thiên giải, đế vượng, nhưng đó chỉ là cái bánh vẽ mà thôi. Vì cái con thái dương đó, nó chủ về công danh là hỏa, trong khi nạp âm đó, thì lại là mộc. Là mộc, thành ra mình lại sinh xuất cho cái thái dương, sinh xuất là thấy thiệt thòi rồi, mà sao này lại bị con sao thanh long nữa. Thanh long là thủy, mà con sao thủy là thanh long thủy, nó lại khắc thái dương, cho nên thái dương vừa lóe sáng thì bị dập tắt ngay. Cho nên đừng có hy vọng nhiều về công danh. Số này đó giàu có là phần nào là nhờ vào cái người vợ đó, vì người vợ nó có thái âm đó.
quán người này quán chuyến mọi công danh, người này là ít con, vì công tử có sát tinh mà ngộ triệt nữa, ít con thôi. Mà từ 32 trở ra đó, thì cuộc sống cũng có hứng khởi. Mà tôi đọc lại hồi nãy á, cái người mà người đàn ông đó mà muốn qua cái công thê đó, đôi khi đó, dựa vào công thê, nhưng mà đôi khi con thái âm và con sao phá quân đó, dựa vào hai sau đó là cũng giúp ích cho quý vị để giải vào lá số lắm. Thì quý vị cứ tìm hiểu đi. Còn người thứ hai đó là cái cô tên là Vũ Anh Thi. Thì cô ấy hỏi là mệnh có cô quả thì như thế nào, có qua gia đình hay không. Thì tôi trả lời là trước hết thì cái lá số của người này đó phải, thì lưu hà nó đóng tại cung thìn chứ không phải cung bào. Người này rất khôn ngoan, giao thiệp rất là rộng rãi, làm về buôn bán thì thích hợp, không nên tính toán quá đáng để bị thất bại, mà nên nhường nhịn để có thể được. Cung mệnh có quả tú, ngộ triệt thì lo gì mà không có gia đình. Nói số này có nhiều người theo đuổi. Người chồng sau này sẽ là người giàu có và công danh rất là tốt, sống hạnh phúc. Người này thấp hiền lành, công tử thì có đứa con rất là khá giả sau này. Nói tóm lại cái số này diễn tả người thông minh khôn ngoan, nhưng về làm ăn thì hơi táo bạo và giao thiệp rộng. Người thứ ba đó là một người tên là Ngọc Anh, tên là ở Montreal đó. Người này hỏi về có căn nhà coi chừng nào bán được, thì tôi chỉ nói rõ là tử vi chúng tôi coi đời người, coi về con số của đời người chứ không có coi về mua bán. Cho nên đó, quý vị đã đặt sai câu hỏi, và tôi đề nghị người này nên kiếm một ông thầy nào mà giỏi về bấm độn hay là cái chuyện về ngành khác á thì nó hay hơn. Còn một người nữa đó tên là Mai Nguyễn mà có email là Võ Thắc Thiên đó, thì cái câu hỏi thì tôi trả lời là cái người này đó thì số là rất là khôn ngoan, sắc sảo, mà cung mệnh có địa kiếp và địa không ở cung thân, thì gần như giống như là mệnh kiếp thân không, nên cuộc sống vất vả gian truân, có khiếu về mỹ thuật, văn nghệ, thẩm mỹ. Nếu muốn ổn định được việc làm thì phải sang năm mê mới ổn định được, mới có tin vui năm Bính Thân đó. Sao quả tú mà đóng ở cung Phúc Đức đó, nên phải lập gia đình rất là trễ. Và người nào mà có một gia đình rồi đó thì tương đối mới ổn định, nhưng mà mặc dù là ăn nói thì vẫn hơi có vấn đề, không có hạt khắc khẩu. Người thứ năm đó là Bắc Trần, thì cái người này hỏi nhật nguyệt đồng cung ngộ triệt thì sao. Thì tôi giải thích là nhật nguyệt mà đồng cung ở sửu và ngộ triệt đó, thì rất là tốt, nhưng mà lại có con sao hóa khoa cũng ở đó nữa mà cũng ngộ triệt, thì phải đoán là người này học rộng giỏi nhưng mà thi cử thì đậu thấp, hoặc là sau này đi làm không dùng cái bằng cấp, không dùng cái trình độ mà đi làm cái việc khác cái bằng cấp của mình. Còn một người thứ sáu thì cái người này cũng có nhiều câu hỏi về vấn đề, hỏi về cung huynh đệ có triệt, cung phu có triệt, rồi cung tử tức có tuần, đà la, hỏa tinh. Thì tôi trả lời số này tuổi âm kim mà cung thê an tại tý, dương thủy có triệt, nên sao triệt nó chỉ ảnh hưởng có 30%, vì vậy không đến nỗi nào mà không lập gia đình sẽ có, mà có thể là tin vui vào năm tới. Cái người vợ đó sẽ giúp đỡ rất nhiều trong công việc từ trong ra ngoài xã hội. Cái người này đó rất khôn ngoan, tính toán cẩn thận, nên theo về thương mại tài chánh. Nếu tài chánh đó mà làm việc và quản trị tiền bạc thì cẩn thận, dễ bị cám dỗ và làm sai là sẽ dính dáng đến pháp luật. Để vì thiên không tại tuất, mà tuất đó lại là công tài nữa, và thiên không đó là thiên không chắc tay mà. Người này gặp may nhiều hơn là cái thực tài của mình, cái thực lực của mình, có tiếng nhiều hơn, còn miếng thì không có gì hết. Công tử tức thì không có nhiều, mà có nhiều thì khó nuôi lắm. Mà hãy cẩn thận khi mà giao thiệp thì dễ gây ra hai dòng con. Nói lại, tóm lại đó, cái số này là con người không nên quá khôn ngoan thủ đoạn, đôi khi phải nhường nhịn để mà sống. Mà khi thành đạt đó, thì nên mua bán bất động sản, chứ nếu giữ tiền mặt đó, thì cũng xảy ra trắng tay, vì thiên không ở tuất lúc nào cũng chờ sẵn.
cái người thứ bảy đó là Linh Hà Ngọc. Thì số này cuộc đời rất là vất vả, trôi nổi hay bị khẩu thiệt, nhường nhịn vì bị công bệnh ở thế là Long Đức. Mà thân đó, thiên đại địa không địa công tài, mà địa kiếp địa công di, nhưng mỗi khi hành động việc gì mà tính toán hơn thiệt quá kỹ mà thì thành công ít và thất bại thì nhiều, vì bị thiên không tại công thìn thì cũng là cái thiên không trắng tay, đừng có tính nhiều quá. Hiện đại cái đại vận bây giờ là 24/3 công tý đó, công thủy đó là chính tên là thiên lương, là hành mộc, rồi cái thiên lương lại sinh ra cái nạp âm là tuổi, đây là cách tuyệt sứ phùng sinh, cho nên đó, cái số này đó, tưởng chừng nguy hiểm nhưng mà ngược lại lại tìm cái sống trong cái chết mà thành công, nên cục cái vận này rất là tốt, không có gì hết. Còn tình duyên đó thì cũng không dưới hai người, sau này sẽ gặp những người đó sẽ tốt, đại vận tương đối thoải mái từ 48 trở ra, 48 tới 64 đó, thì vì là thời gian nó được tới 15 năm, và tại vì cái mệnh tuần nó phá triệt ở cái cung dần được hưởng 5 năm sau, và đại hạn tới cung mão thì là đại hạn thái tuế, tất tóm lại người này được tới 15 năm vận may. Còn số người con gái mà chị hỏi đó thì không có phải lo gì về triệt tại đó, vì chị ảnh hưởng 30%, triệt vút đôi. Phải công nhận hai mẹ con này có số truyền tinh rất là giống. Công tử của mẹ có thiên phủ thì lại không tài với cái người con mà cũng có địa không. Thành ra hai cái số này có truyền tinh. Và vì công tài của mẹ với của người con nó đều có sao địa không hết. Người thứ 8 là tên là Phạm Quang Hưng, sinh ngày 29 tháng 5 95 năm Ất Hợi đó. Những người mà có sao, những người mà bạn cái người để nêu ra đó không có gì là quan trọng, vì số này nằm trong hạp thái tuế, nhưng dù sao cũng ảnh hưởng đôi chút với con mắt bên phải và sức khỏe không được tốt, học hành giỏi nhưng khi đậu cũng không được hạng cao lắm. Văn chương thì rất là học hay về văn chương, quản trị tài chính hay ngân hàng rất tốt. Số này phải lấy sao chính tinh là Thái Dương ở cung Quan Lộc thì mới đúng, vì Thái Dương hỏa hợp với nạp âm của tuổi Ất Hợi. Rồi đại vận ở cung Mùi là cung tài vô chính diệu, sẽ đạt được công danh lẫy lừng cả về tài chính lẫn quan trường. Số này sẽ gặp nhiều may nên về vật chất lúc nào cũng đầy đủ. Còn về cung Phúc Đức cũng là cung thân, tuy có sao xấu diễn tả trong, tức là ý cái cung Phúc để diễn tả là trong họ hàng ngày xưa đó có một người nào đó cũng có làm cũng có danh chức nhưng mà bị gây một cái nghiệp chướng nào đó, thì người cái số cái người này đó ảnh hưởng vào cái ngôi mộ người đó. Vì vậy trong cuộc sống hàng ngày hãy làm những việc mà tư tưởng mình phải biết kiểm soát cái hành động của mình thì mới tốt. Bởi vì là cái cung thân ở trong trao tâm hợp tuế phá. Còn cái người thứ 9 là tên là Mạnh, sinh ngày 8 tháng 5 năm Ất Hợi. Số đề nạp âm là hỏa mạng, mà trong tăng hợp tuổi không có sao đồng hành nên coi như là vô chính diệu, mà còn bị hai sao tham lang phá quân cùng hành thủy chi phối, nên thất sát dù có bị triệt 30% cũng không sao. Cung tận ách có nhật nguyệt tại Sửu Mùi và hóa thanh long là tốt, chứ đâu có xấu như câu hỏi đặt ra. Nhưng dù sao cũng cẩn thận về bệnh có liên quan đến tiêu hóa, cặp mắt, và nếu đi đâu và quan trọng thì nên đeo cặp kính đen, không nên gần sông nước. Cái người thứ 10 đó là Trương Đào Ngọc, sao địa không địa kiếp ở vị trí hãm địa mà có tuần hay triệt thì nó mất hẳn tính hung bạo, như vậy là tốt, không có vấn đề mà trở thành tốt được. Bị hung tinh mà gặp tuần triệt thì nó bị kềm hãm lại thôi, chứ không bao giờ nó lại đi ngược lại trở thành tốt như câu hỏi bạn đã hỏi. Còn cái vòng thái tuế đó để đoán tư cách hành động của con người và xác định đại vận tốt hay xấu. Nếu nằm ở còn cái thái tuế mà nếu nằm ở cái cung khác á thì mình đoán như bình thường thôi, chứ không có thể đó là không thể đoán được là tiểu hạn là thái tuế là tốt, không có. Vì tiểu hạn đó
đã thái tuế là 10 năm thiên thời, không có chuyện đại hạn 1 năm thái tuế được. Còn người âm cái đó, thì đúng như là email đã nói là không tránh khỏi tình duyên ẩn đận, khổ sở vì chồng, vì bản tính khôn ngoan, sắc sảo và đa tình. Người này chỉ muốn lấn lướt hơn người, ương ngạnh. May mà có thiên hình ngăn chặn, vì thiên hình đó là nó chặn những con sao mà hay quyến rũ người khác phái đó, chặn đứng lại nữa. Còn nếu mà không có thiên hình đó thì sợ lún sâu vào được tình cảm mà gỡ không ra. Người này khôn ngoan bao nhiêu đó, thì hành động lại nhu nhược, sai lầm bấy nhiêu, cho nên nó đau khổ về tình duyên. Tướng Ngộ Triệt cũng có ý là căn bệnh liên quan đến cái phần thuộc về phần đầu, nhức đầu thương tích hay là dại dột về tình cảm. Người số 11 đó, số cái người này hỏi đó, là công danh như thế nào, phu thê đại khái như vậy, thì số này đã thuộc dạng về mệnh kiếp thân không, nên khôn ngoan sắc sảo, vui ít buồn nhiều, thành bại lên xuống thất thường, việc gì cũng tính toán lấn át qua mặt người khác, nhưng khi hành động lại nhân nhượng hoặc sai lầm nên khó thành công. Phúc đức có sao thái dương biểu tượng cho người chồng, mà cái con sao dương thấy rằng lại kỵ, lại có thanh long, còn có cô quả, cho nên tình duyên cũng chẳng có vì bờ vui hết. Còn một câu hỏi nữa cho người số 12 tên là Phan Đình Khải. Người này cũng biết về tử vi trúc đỉnh, nhưng mà cũng là cách quan tuần đó, thì phải sau 30 tuổi đó mới hiệu nghiệm. Và nếu sao xấu mà bị tuần như vậy đó, bị con tuần nó cầm chân đó, thì ngược lại cái con thiên mã này đó, thì lại giúp cho cái người này đó, chuyển có cái nghị lực để đi thành công. Vì con thiên mã này nhờ con tuần mà nó giúp cho cái nạp âm. Thì số này đó, tính tình thì ngay thẳng, nhưng mà ngang ngược đó, trong lúc làm việc đó, học hành giỏi, nhưng mà thi cử thì cũng không đạt được mức mình mong muốn lắm. Nếu mà học về cái ngành mà y dược thì cũng hay. Mà người này đó có khiếu về cái nghiên cứu về những cái khoa huyền bí đó, thí dụ như là phong thủy, tử vi, tôn giáo nào đó, đó. Và về vấn đề tài chính thì được sẽ gặp được người vợ giúp đỡ, mặc dù là có hơi xung khắc. Số 13 đó là người Thủy Nguyễn đó, sinh ngày 8 tháng 12 năm 1974. Thì tại vì cái từ ngày 30 tháng 4 năm 75 trở về trước đó, giờ tí đó, tính là 0 là đến 2 giờ sáng. Mà người này sinh vào 22 giờ, nằm giữa 2 giờ Tuất và giờ Hợi. Cho nên không biết cái nào là giờ chính xác, mà tôi lại không có thì giờ để mà lấy hai lá số để quyết đoán. Do đó câu này xin miễn trả lời. Còn cái người thứ 6 đó, 10 số 14 về bại khỏi về bại tinh, tính hết ba con tang mua bạch hổ vậy đó. Mà câu số 2 là triệt không triệt, tuần triệt như thế nào, tôi xin trả lời, tôi không muốn đọc lại câu hỏi vì sợ mất thời gian. Rồi hỏi câu số 3 là cái mệnh có nhiều chữ thiên thì sao? Thì bây giờ tôi giải thích rằng là cái người mà đương số này hỏi đó, thì là cung mệnh và an thân ở thế tang môn tuế phá, đối lập, luôn luôn phải có thiên hư diễn tả mỗi người tư tưởng lúc nào cũng bất mãn, lo âu, đứng núi này trông núi nọ, ít khi hoàn thành sứ mạng đã được giao phó. Mặc dù người này có nghị lực vì có thiên mã, nhưng cung thiên đi mà khi đi ra ngoài để tiếp xúc đó, đáp án là tham vũ, gặp địa kiếp, triệt là giới, là những giới mà mình tiếp xúc cũng chẳng hơn mình bao nhiêu, nhưng mình phải nể trọng họ vì họ ở thế chính phái, thế thái tuế, bạch hổ. Còn cái câu hỏi mà hỏi về chữ thiên đó, thì trong bất cứ cung nào mà tinh đầu có nhiều chữ thiên tạ, thí dụ như là chữ thiên tài là trời phạt, thiên thọ là trời cho thụ hưởng, thiên quan là trời nhìn thấy, thiên phúc là may mắn trời cho, đều ẩn dụ một lời khuyên là cung chủ đề của cái cung đó không được hạnh thông, phải biết tự nhìn lại mình để điều chỉnh lại các hành vi của chính mình, và để rèn luyện uốn nắn những nhược điểm, đồng thời phát huy những cái ưu điểm. Đặc biệt hai tinh đầu thiên thương luôn luôn là cung đô, và thiên sứ luôn luôn là cung ách,
và có ẩn ý là hai con sao đó ẩn ý là hai cái đồn canh để kiểm soát những người nào sắp sửa bước sang tuổi 60. Bởi vì nếu quý vị tính theo chiều âm chiều dương thì cũng phải ngoài 50 mới gặp nó, âm nam dương nữ gì đó, nếu thuận nghịch thì phải qua 50 thì mới đụng với con sao tương xứ để đi đến 60. Thì để đã kiểm soát lần cuối cùng xem là có đủ điều kiện để hưởng thọ hay không. Còn đại hạn 26 trở ra đó, sẽ có nhiều biến chuyển về công danh, tài lộc tốt, nổi tiếng. Nói xóm lại về vật chất ổn định, tình duyên phải có một giang dở rồi mới đến hạnh phúc. Người số 15. Người này đã cũng biết ít nhiều về tử vi. Tư tưởng mệnh đúng như là cái người này đã diễn tả, và biết hành động để tự an ủi cho bản thân là tam hợp thái tuế mà không ai ảnh hưởng hay là khó khăn cho người khác. Lá số này công tài rất hợp cho cái nạp âm tuổi Quý Hợi, vì sao phá tham và sao phá quân đắc địa mà chỉ dành cho cái người tuổi Quý. Người tuổi Quý này thì quý thì có con tham lang ở cung Hợi thì đã đắc địa mà thêm hóa lộc nữa. Dù sao đó, cuộc sống không đến nỗi bị bi quan như là trong cái email đã tâm sự. Đặc biệt là cung an thân vô chính diệu tại sửu mùi á. Tại mùi á thì nhìn qua thì không có gì đặc sắc. Nhưng trong 8 tinh đầu an tại đó đó thì có 6 tinh đầu hợp với nạp âm thủy. Đó là nhân hòa đó. Chỉ có 2 tinh đầu là linh tinh và hỷ thần. Những sao đó không đáng ngại cho nạp âm thủy bởi vì nó là hỏa mà nạp âm nó khác. Thành ra mình đã trong cái cung mà có 6 con sao, 8 con sao xấu mà 8 con là của mình, 6 con giúp đỡ cho mình thì là cái cung có tốt chứ đâu bị xấu. Bởi vậy đó, cứ việc chăm chỉ làm việc, học và nghiên cứu sâu rộng, được lòng nhiều người. Nói tóm lại số này không phải hoang mang lo lắng theo những câu hỏi mà đã đặt ra đó. Đại vận 45 trở ra chắc cuộc sống của người này rất là thuận lợi, nhưng mà tình duyên thì không được may mắn, sẽ đập gia đình trẻ, có thể vào năm tới cũng thường. Số này đó nên giúp đỡ những được người ta giúp đỡ về vật chất, nhưng mà về ăn nói đó hay bàn bạc, nhưng mà gặp bất hòa trong lúc ăn nói, chứ còn làm việc thì được lắm. Số 16 đó là một người hỏi cho một người con, người 16 là Hồng Phương đó. Thì câu hỏi về vấn đề mà trong tử vi có chữ thiên thì phải hiểu như thế nào, thì hồi nãy tôi đã nói trên cái phần của số người số 14 đó, thì quý vị nên mở ra để nghe lại. Thực ra số này đó có tới mở theo email đó có mượn nói là có tới 10 sao chính tinh hãm địa, vì hai sao vũ khúc phá quân của tuổi Giáp Tuất lại an. Nhưng tôi thấy đó, vì hai con sao vũ khúc phá quân ở tuổi Giáp Tuất mà an tại Hợi là đắc địa chứ đâu có hãm địa đâu. Và đặc biệt là chỉ có tuổi Giáp thôi nhé, tôi nói trước chứ không phải bảo tôi nói sai. Tuổi Giáp vũ phá ở tại cung Hợi là đắc địa, bởi vì tuổi Giáp nó là liêm phá vũ dương đó. Thì thấy quý vị thấy con cháu vũ khúc đó, nó ở cung Hợi đó. Người này thất bại hay long đong về tình cảm đó, vì cái cung thê có hai chính tinh nên như hồi nãy tôi nói rồi, trong đó có con sao thái âm hãm mà lại khắc với cái đạp âm hỏa. Thế người này bị áp đảo ăn hiếp, thế ra phải chờ người thứ hai xuất hiện thì cuộc sống mới được an nhàn. Người thứ hai là tôi nói con thiên cơ đó, mà thiên cơ là mộc đó, thì là hạp với mạnh đó. Nếu để ý ở sao thiên tài ở cung thê, tức là bị ông thiên cảnh cáo rồi, bị thiên tài là phạt mà, tức là ở cung thê đã nói trước rồi đó. Mà thiên tài sẽ an theo mệnh, nhưng rồi sẽ được đền bù ở cái cung mệnh, vì cung mệnh có thiên thọ là được trời lại trời cho hưởng. Nên cái yên tâm, từ 23 trở ra sẽ hết long đong. Cái số này đó diễn tả con người đó, ăn nói ngang tàng bất mãn nhưng hành động rất là quân tử, rất công minh, cuộc sống vật chất đầy đủ, nên không muốn nói là hơn người khác. Đặc biệt là cung điền trạch rất tốt, có hoa lộc tại mùi cộng sao mộ cộng thất sát đằng sau kim. Tôi lặp lại, cái con sao hoa lộc mà thường hồi trước tôi có nói một lần, đóng ở tại cung sửu mùi hoặc là cung thìn tuất sửu mùi nói chung, thì là lộc đã bị chôn ở trong lòng đất,
với điều kiện khi nào chỗ đó có con sao mộ. Còn nếu không có sao mộ thì không có sao hết. Cho nên là lộc mật hóa lộc, tôi nói hóa lộc, tôi nói lộc tồn, tại vì có một người để hiểu lầm là lộc tồn. Lộc tồn làm sao mà đóng mấy cung thì nó sửa mùi được. Nên hóa lộc an tại cung tứ mộ mà có con sao mộ, tức là lộc đã bị chôn, thì phải có con sao kim là sao thất sát hoặc thiên hình nào đó để mà bới ra thì mới có tiền. Thế mà người này ra thì cung tiền trạch thì lại hóa lộc an tại cung mùi mà lại có con sao mộ mà nhờ con thất sát đào sới, cho nên cung tiền trạch rất là tốt. Một người nữa đó là tên là Vũ Phong, lại thanh nhân. Người này đó thì không rõ ràng về cái giờ giấc, thầy ra tôi không biết làm sao tôi coi được, mà không nói rõ nơi sinh. Quý vị cho tôi cái ngày giờ có đâm ơn cho tôi, cái là đừng có nói giờ thân, giờ tỵ, giờ tuất, giờ hợi, đừng có nói chuyện đó. Nói ngày mấy, tháng mấy, âm lịch là năm hợi, cái gì hợi, cái gì tý, đừng có nói là năm ngàn trăm mấy, cái ngày trăm mấy là nó là dương lịch rồi. Thầy ra cứ nói lộn xộn nó ra đó, dương là dương, âm là âm, giờ phải có lẻ, một phút, hai phút thì tôi xác định được cái giờ. Chứ quý vị tự lấy giờ, tôi chưa chắc tôi đã tin đâu. Mà phải rõ nơi sanh nữa, ở sanh Việt Nam hay sanh ở Mỹ, và sanh ở miền Bắc hay sanh ở miền Nam, vì trước năm 75 giờ giấc ở Nam Bắc khác nhau. Người kế là số 18 đó, là anh Lê Văn Hưng. Và người này cũng vậy, cũng phải người này phải coi lại ngày giờ, vì nếu mà dựa vào những ngày giờ đưa ra thì không có đúng, bởi vì người này nói là mệnh ở cung Dậu, nhưng mà khi lấy theo ngày giờ họ đưa ra thì lại nó ở cung khác. Thế ra nên xác định lại cái ngày giờ cho rõ rồi trước khi hỏi. Còn cái người nữa 19 đó là giải trí, tên là lấy cái hiệu giải trí đó, thì người này đó cái năm 2015 đó phải tính là 30 tuổi, chứ không thể nào là tính rằng là 29 là 31 được. Bị lịch tính theo âm lịch mà đại vận 45 đến 53 đó, quả như là câu hỏi đã hỏi, hãy cẩn thận về sức khỏe, đừng có chơi thể thao bất lợi, vấn đề cho chân tay, bộ phận nằm ở cái đầu. Ngoài ra cũng nên để ý đến bộ tiêu hóa, nói chung sức khỏe nên cẩn thận thôi. Dù sao thì cũng đỡ, tại vì là cái nạp âm hỏa người này không nặng lắm, đừng có lo lắng. Còn về thiên thời đó, dần ngọ tuất và gặp đại vận tị tin hiện tại đó, thì bị khắc nhập nên cuộc sống khó khăn. Tại vì mình là cái tam hợp của mình, tuổi của mình đó là dần ngọ tuất, mà mình đi vào thân tí thìn là thủy, và dần ngọ tuất là hỏa, mà thân tí thìn là thủy nó dập tắt ngay, cho nên nó lộ dòng nước ngược để mà làm việc, nên có hơi lận đận, nhưng đừng có thất vọng quá. Còn cái người số 20 đó, người 20 đó thì cũng hỏi về số của vợ chồng là sao lục đục, thì cái người này đó mà đặc biệt là sanh năm 64 với 63 đó, mà không biết sanh ở Úc hay sanh ở miền Nam hay sanh miền Bắc, cho nên cái giờ giấc cũng không được rõ ràng. Cho nên xin xác nhận lại sanh ở Úc hay sanh ở miền Nam Việt Nam trước 75 hay sanh ở miền Bắc trước 75 thì tôi mới hiểu được cái Nam Bắc trước 75 giờ giấc nó khác nhau. Đó, phải cho rõ ràng là năm ta và cái giờ, cho tôi những cái phút lẻ để tôi hiểu. Chứ còn cái bị cái tự động lấy rồi không biết khoảng đó đầu giờ này cuối giờ kia, tôi không chịu thua. Còn cái người thứ 21 là Xuân Nhi, Lê Mai Xuân Nhi đó. Hỏi là ngày âm lịch đó có phải là ngày 12 tháng 8 không? Vì cái cuốn lịch năm 95 đó, nhờ cuốn lịch đó cô mới biết. Còn những lúc ứng dụng lúc mà đổ lịch âm dương, có người nói là ngày 11 tháng 8, có người nói 12, thì cái cô này không biết cái câu nào đúng. Thì theo sự tham khảo của tôi đó và một số bạn bè thân hữu nghiên cứu đó, thì cái ngày 12 tháng 8 âm lịch là đúng. Chỉ có một cuốn sách Vạn Niên Lịch của nhà xuất bản Văn Hóa Dân Tộc xuất bản trong nước là in năm 1999 đó, là in sai theo đúng như là cái cô nói là lấy ngày là 11, là ngày 11 tháng 8, cái cuốn là in sai. Còn tất cả các cuốn khác đều in là đúng. Cuốn này in ở Việt Nam năm 1999 của nhà xuất bản Văn Hóa Dân Tộc. Người thứ cuối cùng là người thứ 22 là Hoàng Yên Tuấn, hỏi cho cái người con hiện đang du học ở bên Mỹ đó, thì lần trước tôi đã trả lời rồi, nhưng mà ông này có vẻ quá lo lắng cho người con,
cho nên đặt rất nhiều hy vọng, nên cứ hỏi về thêm một vài điều thì tôi nghĩ rằng cái người này thì học cái gì học không cần biết, nhưng mà nên đi vào kinh doanh của cái nghề của mình. Mà người này có hai cái nghề, một nghề tay trái, một nghề tay phải, mà nghề tức là còn có cái nghề thêm một nghề nữa, đó là có năng khiếu về văn nghệ, thẩm mỹ, kỹ thuật. Thật ra không biết anh chàng này muốn đi về hướng nào thì tùy, nhưng mà hai nghề đều cũng lực. Nhưng mà anh chàng này cũng đào hoa lắm, cho nên dễ bị xa lầy trong những chuyện tình. Thật ra không nên tính toán quá mức rồi thất bại ở trong cái vấn đề tình trường. Vì đào hoa ở cung An Thân mà hơn nữa khi làm việc cũng nên đừng tính toán quá. Tính toán quá thì không được gì đâu, tại vì thiên không nữa. Ở trong tam hạp cung An Thân, ở Tuất thì đều địa không, nên nó lại ở cung Tài nữa. Thế ra hai không đó mà tính toán quá cũng trở về zero, cho nên cứ việc từ từ mà làm, không gấp đâu. Nhưng dù sao đó thì cái tam hạp của người này đó đóng ở thế thân tứ thiền, như tôi nói trong mấy lần trước đó. Thân tứ thiền đó là cái tam hạp, ta kêu là tam hạp ở trong cái tam giác vàng, đó là thủy. Nó chỉ kỵ có tam giác thổ thôi, nhưng mà thổ đâu có tam giác thổ. Cho nên đó, là người nào đóng người nào đó, không cần biết mệnh thân tuổi gì biết, mà nếu đóng vào thân tứ thiền là thấy cuộc đời đã chiếm 50% thành công rồi. Đó là những bài mà tôi nói chuyện ngày hôm nay. Xin kính chào quý vị. Hương Nhan xin cảm ơn anh Lê Đức. Thưa quý vị, tại vì thời lượng có hạn cho nên là hôm nay anh Lê Đức chỉ có thể trả lời được chừng đó câu hỏi mà thôi. Theo Giang được biết thì mình còn thêm một vài phút nữa. Qua buổi nói trả lời câu hỏi của quý vị ngày hôm nay thì Giang cũng xin nhắc lại cho những quý vị xem đài đã không có xem, không theo dõi những cái chương trình trước đây, thì khi mà quý vị gửi câu hỏi về cho Tử Vi Gia Lê Đức thì quý vị nên nhớ là cho biết giờ sanh cụ thể theo giờ địa phương, phải không dạ, anh? Dạ đúng rồi. Dạ. Như hồi nãy anh Lê Đức có nhắc là ví dụ như ở Việt Nam hồi trước năm 1975 thì giờ miền Nam, giờ miền Bắc khác, hay là ở Mỹ giờ mùa đông hay giờ mùa hè thì nó khác. Thì Hương Giang xin nhắc lại là khi quý vị gửi câu hỏi về cho Tử Vi Gia Lê Đức, xin vui lòng cho giờ sanh cụ thể theo giờ địa phương. Và hồi nãy Giang thấy có một câu hỏi thì có một người phụ nữ ở Canada hỏi về cái mua bán, về làm ăn mua bán, mua bán thì, nhà cửa. Dạ, mua bán nhà cửa. Thì Hương Giang cũng xin nhắc lại là Tử Vi coi về số đời người, chứ ở đây thì Tử Vi Gia Lê Đức không thể trả lời những cái câu hỏi liên quan đến làm ăn mua bán, phải không anh? Đó là cho một công việc ngắn hạn đó. Dạ, cho một công việc ngắn hạn thì Tử Vi Gia Lê Đức không trả lời được. Tại vì mình còn một chút xíu thời gian nữa. Dạ. Hồi nãy anh có nhắc là anh không có coi được qua một người trung gian thứ ba. Dạ, đúng rồi. Thì xin anh có thể cho biết rõ hơn về lý do được không ạ? Tại vì sở dĩ tôi không coi số qua trung gian đó, tại vì rút kinh nghiệm cuộc đời của tôi đó, tôi đã coi cho nhiều người rồi, cứ để coi xong nó vài bữa cái rồi có chuyện gì cái hai người đó không hợp nhau cho người kia nên khiếu nại tại sao số ta mà cho nó biết chẳng hạn, những ví dụ đó rồi sinh nhiều chuyện. Thật ra tôi vừa không thích ngay cả hai vợ chồng mà ăn ở với nhau rồi mà đến hỏi tôi mà có hợp hay không, tôi không nói. Thế đã ở với nhau rồi hỏi hợp hay không, thà là chưa đám cưới hỏi tôi nói, mà đã cưới rồi thì đừng có hỏi có hợp hay không, hỏi chừng nào ly dị nữa. Nhất là hồi tôi mới qua Mỹ á, hầu như là một chục bà hay cô đến hỏi, đến coi tử vi tôi đó, 9 bà đều hỏi tôi có bỏ chồng được không. Dạ tôi không biết sao nói. Dạ thực ra Hương Giang nhắc lại câu hỏi này bởi vì lý do đứng đằng sau đó thực ra rất là nhân bản. Bởi vì quý vị cũng có thể biết là cuộc đời của mình luôn luôn có những biến động, phải không anh? Đúng rồi. Có những biến động, có những sự việc mà mình không có thể lường trước được. Và cái lý do này nó rất là nhân bản. Chính vì vậy mà Tử Vi Gia Lê Đức dựa trên những cái kinh nghiệm của mình đã trải qua, những cái kinh nghiệm mà không lấy gì làm vui vẻ. Cho nên là quý vị nhớ là Tử Vi Gia Lê Đức không xem qua trung gian, qua một người trung gian. Giang còn một phút nữa thì hồi nãy anh Lê Đức có nhắc tới mệnh kiếp thân không, thì có lẽ là Giang là người không có theo những cái buổi nói chuyện của anh hết, cho nên là đối với Giang chữ mệnh kiếp thân không nó hơi
tức là rất là mới mẻ, anh có thể giải thích một chút xíu. Mệnh kiếp đấy, tức là mệnh có trong, hay là trong cái tam hợp của cung mệnh tài quan có con địa kiếp, và cung an thân của mình đó có con địa không, thì là mệnh kiếp thân không. Hoặc ngược lại, hoặc ngược lại thì mệnh không thân kiếp, thì trong tam hợp mệnh tài quan mình có địa không, thì cái cung á, cái cung thân của mình đó có địa kiếp, thì nó tức là con địa không địa kiếp, ý nói vậy đó. Thì những cái số đó thường là lận đận chứ không có thành công nhiều đâu. Dạ như vậy thì cái buổi nói chuyện ngày hôm nay thì chủ yếu chỉ dành toàn bộ thời gian để trả lời những câu hỏi của quý vị, nhưng mà ít ra thì mình cũng có một chút xíu kiến thức ngày hôm nay. Hương Nha xin cảm ơn Tử Vi Gia Lê Đức, và Hương Nha xin cảm ơn quý vị đã chịu khó và đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay, và hy vọng gặp lại quý vị vào chương trình sau 2 tuần tới nữa. Và theo Giang được biết, hình như chủ đề lần sau có lẽ là bộ tứ khóa, phải không anh? Bộ tứ hóa quý vị đón xem vào lần sau trong buổi nói chuyện với Tử Vi Gia Lê Đức về hóa khoa, hóa quyền, hóa lộc và hóa kỵ. Hương Gia xin cảm ơn quý vị, xin kính chào quý vị. Thì một lần nữa tôi Lê Đức xin thân kính chào quý vị thính giả, gặp hẹn lại kỳ sau.